Đây là bao bao bột gòn cả nhà, bao bột gòn hôm qua Trang mới đặt mua cho đứa em mua cho cá chê ăn cả nhà. Chờ chút xíu nó tháo là Trang sẽ quay cho cả nhà xem nha. Trang sẽ trộn một gòn để làm thức ăn cho cá trê. Bữa nay thiếu thiếu rồi, thiếu thiếu thức ăn cho cá rồi cả nhà. Đời này giá heo tăng mạnh rồi cả nhà. Ngày nào cũng nghe tăng, ngày nào cũng nghe tăng hết. Thì trời ơi, nguyên một dây này luôn hơi bị nhiều rồi nha. Trang sẽ phá bụi tầm dông này cả nhà. Phá một bụi. Phá uổng lắm luôn cả nhà, thật sự không có muốn phá luôn á. Không phá thì không thể nào mà làm trại được hết á. Em chào Nông Nghiệp Xanh Nghệ An Vlog nha. Đứa em nó kêu chị cắt thêm trại đi. Gì anh? Kêu nó bớt đi, Sài Gòn tao bán có 160, bán gì bán mắc dữ vậy? Anh nói đó, ở đây đây có 160 à, bán gì mình lấy nhiều mà bán cao dữ vậy? Không cần thiết. Em nói anh, em không cần thiết, nó đẹp nó xấu mình mua để anh xài, anh cứ nói nó bây giờ 170 được thì lấy thôi, chứ còn cao quá không lấy được đâu. Cái nào cũng lên giá hết rồi, chẳng thà mình đổ tí xíu xăng mình xuống Sài Gòn mình lấy sướng hơn. Mình mua nhiều mà. Dạ. Nghe anh. Dạ. Có số tài khoản ở dưới đó, bữa em chuyển qua ngân hàng đó của anh của. Dạ dạ. Anh coi cái giấy ngân hàng em chụp qua đó em không nhớ nữa. Con nghe Tám ơi. Vậy hả? Dạ dạ dạ, rồi rồi rồi. Bữa hai nữa đấy con ghé. Dạ. Anh thấy ngân hàng chưa? Anh coi trong giấy chuyển tiền em có ghi ngân hàng gì mà. Ờ đúng rồi, Agribank. Không, em gửi tiền xe cho người ta. Dạ dạ. Không có, em gửi tiền xe cho người ta. Dạ dạ. Dạ dạ. Thì nếu mà Trang tới đây Trang làm thêm cái trại nữa thì phải chặt bớt một mớ tầm dông này cả nha. Tầm dông này bây giờ thấy cái mùa này của băng nó bự cỡ này nè. Đây là mùa hôi của ba mẹ trồng được nên là Trang không muốn phá đâu cả nhà. Trang sẽ nghiên cứu lại xem mà làm được tới đâu Trang làm tới đó, Trang không muốn phá bất cứ cái gì của cha mẹ để lại hết. Nếu mà Trang sửa sơ sơ chỗ này lại cũng nuôi được khá nhiều thôi nha. Trang làm một ô chuồng nữa thôi. Trang làm từ khúc này, làm từ khúc này dài xuống tới đây thì cũng gần 3-40 mét rồi, không phải phá tầm dông cả nha.
Thế em nó kêu chị phá đi là làm rộng ra luôn, nhưng mà Trang thì Trang không muốn phá. Không muốn phá tí nào cả. Làm chuồng heo chỗ này là cha sẽ không có tốn tiền xây hầm hay đào hầm nữa cả nhà. Cha sẽ xả phân trực tiếp xuống đây luôn, xả phân trực tiếp xuống cái ao cá này. Đợt này là cha cho đứa em xả bỏ thả nhiều bèo tay xuống đây, rồi bắt đầu cha sẽ xả phân trực tiếp xuống đây luôn. Sẽ nuôi hoàn toàn cá trê. Cá trê thì nó sống khỏe lắm cả nhà. Hôm vừa rồi nó chết là do một mớ cá nó suối nó vô nó bị chết thôi, chứ vòng vòng ở đây thì nếu mà nuôi cá trê thì ok không sao cả. Sẽ để riêng cái ao này để mà nuôi nuôi cá trê không ta. Phút này cũng khá rộng rồi, cũng đủ rồi, tạm đủ rồi. Chắc không phá nữa, không phá tầm vòng nữa. Cái em vô cứ kêu cho phá tầm vòng ra, mà cha không muốn đó nha, không muốn phá tiếp. Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi. Cứ làm trại heo ra lãi được bao nhiêu thì cha lại tiếp tục tăng chuồng. Cứ lãi được bao nhiêu thì cha lại tiếp tục tăng chuồng cả nha. Cha sẽ lấy cái lãi đó ra làm thôi. Vốn thì cha sẽ thu hồi bớt lại cả nhà, lãi cha sẽ làm chuồng heo. Cha không có mạo hiểm như lúc trước nữa cả nhà. Lúc trước Trang đi buôn gỗ với Campuchia cả nhà biết. Khi mà Trang làm ra được bao nhiêu vốn, bao nhiêu lãi, vốn lãi thì Trang cứ dồn vô lô này. Mua lô này mua 1 tỷ thì lô sau có lời vô 1 tỷ, đắp vô 2 tỷ mua, có lời 2 tỷ đắp vô 4 tỷ để mua. Khi mà bị trục trặc cả nhà, khi bị sập hầm. Khi mà Campuchia nó cấm đường, mắc hàng là mắc tất cả luôn cả nhà. Tiền lời, tiền vốn, tiền lãi đều mắc hết, không còn đứng lên nổi luôn. Nên lần này Trang sẽ rút kinh nghiệm nữa nha. Thì Trang chỉ lấy cái lãi ra để làm thôi. Trang sẽ không đầu tư nhiều như vậy nữa. Nói chung là trong chăn nuôi lúc nào cũng sẽ có rủi ro. Giá heo cũng lên, giá cám cũng lên mà giá heo cũng lên. Nếu giá heo lên cái đà này thì bà con nuôi cám cũng không bị lỗ nữa rồi. Nhưng mà chị mới quề quề thôi chứ chưa có lời lắm đâu cả nhà. Giá hơi miền Bắc, giá heo miền Bắc thì có lời, trong Nam thì giá 60 thì vẫn chưa lời. Giá cám tăng thì vẫn chưa lời, chỉ có trong Nam, ngoài Bắc thì 70 cả nha, ngoài 70 rồi. Nghe anh ơi, em chuyển qua anh 5 triệu rồi anh thấy không? À, của mình được 34 cái rồi, 34 cái, anh mua 20 cái cho em thôi. Ủa đằng kia hồi nãy anh hỏi được chục cái sao anh không lấy đi, lấy chục cái đằng kia với 10 cái đằng này được rồi. Sao anh? Dạ lấy 10 cái thôi, chứ lấy đằng kia 10 cái nữa là 20 cái là được rồi, là của mình được 55 cái chở dưới được rồi. Ừ. Dạ, nên anh nói đó, nếu bán 170 thì lấy 30 cái, 175 lấy 10 cái thôi. Chú qua bên kia lấy 10 cái nữa đi. Em mới chuyển qua 5 triệu anh coi đi. Ừ. Qua chăn nuôi sinh học 4.0 Thanh Hóa, heo này lên 74 rồi. Bán đi. Bán sao được mà bán, heo nhà mình mới có 7-80 kg làm sao bán được anh. Heo em phải vô tạ mốt em mới bán, một tạ em cũng không bán nữa, giá bao nhiêu em cũng không bán. Ngoài Bắc thì được 74 chứ trong Nam không được đâu anh.
trong năm em xem TV 16 thì nó chỉ là 62 63 thôi. Nhưng mà thực sự là 62 63 là heo trại thôi, còn heo dân là không được đâu. Heo trại mình thì được giá 62 63 đó. Nhưng mà heo dân thì giờ nó vẫn mua giá 60 thôi. Có động thuốc bổ không anh? Mấy bịch đây? Hả? Một bịch hết rồi đó. Qua em kêu một bịch trộn 2 ngày, một bịch trộn ngày luôn vậy. Đã trộn buổi sáng, buổi chiều nó ho điện hỏi em nữa. Họ có trộn buổi chiều không? Có, nhưng mà em nói một bịch là trộn được 2 ngày. Trộn hết bịch luôn hả? Chứ gì nữa, một bịch nổi đó, bịch trộn 2 cử. 2 ngày, chứ mà là 2 cử, một bịch trộn 2 ngày. Chứ hôm qua chứ không có trộn, em nói buổi chiều có trộn cho hết bịch nó lên đây. Đó là cái bịch còn lại. Bịch còn lại đó là buổi sáng, ăn tới buổi chiều. Trời, ổng trộn hai bịch mới rồi má ơi. Em đấm chị bây giờ rồi cãi em hả, bịch mới luôn rồi nha. Bịch đó bữa trước hết rồi. Thì đúng rồi, một bịch trộn hai ngày là 2 tấn á. 2 tấn là 2 ngày. Trời, không phải 2 cử đâu. Má nói 2 tấn nghe 2 cử. Trời ơi. Thôi, ngày mai mới mua thêm bịch nữa. Anh chia đi 2 cử 2 ngày nha, đừng chia 2 cử. Tại nó 2 tấn lận á, nửa bịch là ăn một ngày. Có trộn mà, trộn suốt mà. Em kêu trộn khô suốt chứ đâu có ngưng được. Cho ăn 7 ngày lận mà. Em vào trở về Bắc Mén cái gì ta, em vào trở về Bắc, anh ghi gì em không hiểu hết trơn à. Anh chăn nuôi sạch Thanh Hóa, nửa bịch là ăn một ngày á, chia tới 2 tấn lận á. Nó 3 tấn thì mình chia 2 tấn là nhiều lắm rồi, anh cho uống 1 tấn luôn chết luôn, chết cha luôn rồi. Lát đi mua bịch nữa. Nước không à hả? Bởi vậy nó bán ế, nó đâu bán được đâu. Bà bia chăn hết, bà bia cả nhà. Đi qua bên cái thùng nhà của cái chỗ chăn hay like á, bán bả bia riết rồi. Từ hôm nay Trang đâu có like cho bán đâu, nên là bán ế nước không luôn. Lấy đỡ 2 thùng luôn mà heo nó còn không ăn nữa. À, mang về bắt anh bán cho hả? Trời ơi. Anh nghiên cứu đi. Buôn heo ra bắt bán. Buôn heo ra bắt bán cũng được nữa. Theo những cái trại mà có giấy tờ đầy đủ là sẽ buôn ra bắt được, bán được hết nha anh. Như cái trại của em á, đi tới đâu bán cũng được hết đó. Tại vì em có giấy tờ đầy đủ hết, giấy kiểm định, kiểm dịch đầy đủ hết là mình sẽ đi được hết. Bà bia,
nước không, hoa rình là bở con heo con gì ăn được đâu. Bả đậu thì bản để chua luôn. Từ hôm nay nhiều người hỏi mua lắm, em đâu chỉ cho mua nữa đâu. Bán riết mình chỉ cho mua mất uy tín của mình hết. Chị nhìn mấy con heo của mình nó đứng nó lò cái đít ra kìa. Giờ nó đang mà thành ra nó đang phì lên, cái gì thổi vô đó phấn thổi vô đó lên như hai cục. Con nó bị tê giờ thì đi nhắc nhắc thôi. Cả nhà thấy bữa nay mấy con heo nó tròn tròn lại rồi cả nhà. Mấy bữa nó dài ra cái nó ốm đi. Bữa nay cái nó hết dài ra rồi cái nào nó tròn lại. Yeah. Không nghe, ở đây Trang không có trộn cắm gạo nha. Trang không có trộn cắm gạo. Trang trộn bả đậu, bả bia và cơm thôi, cơm thôi. Cứ một tối như thế này nè cả nhà. Anh chị mình trộn đừng nên dùng bả bia nhiều quá, con heo nó sẽ nóng, nó lớn chầm đó các anh chị. À, khi mà một tối như thế này là 100 kg cả nhà. 100 kg là Trang trộn là 10 kg bả bia, 10 kg cơm, 15 kg đạm nha cả nhà. Tại bây giờ Trang dùng cái đạm tôm nên là tăng 15 kg đạm, heo vẫn ok hết. Lúc trước á, nếu mình dùng đạm cá không á, mà mình tăng 15 kg đạm á, thì nó sẽ bị tiêu chảy cả nha. Nhưng sau này Trang có cái đạm tôm nó ok nha, nó không có bị tiêu chảy đâu. Cứ một gói đó 100 kg, 100 kg bắt đầu các anh chị mình cứ ghi nha. Có thể anh chị mình ghi vào nha, 100 kg bắt đầu, 10 kg bả bia, 10 kg cơm, 15 kg đạm, một chén muối nha cả nhà. Chỉ vậy thôi, không gì nữa hết nha cả nhà. Lúc trước heo còn nhỏ Trang còn bỏ đi đường, còn bây giờ là heo nó lớn Trang không cần bỏ đi đường nữa. Có mấy ngày hôm nay là Trang mua cho mấy bịch thuốc bổ là cho nó ăn cho nó nó nhanh lớn đừng mau sức cả nhà. Trang mua hết hôm qua Trang mua hết một bịch 120, ba bịch hết 300, 350 rồi. Người ta bán ba bịch 350. Trang mua cái thuốc bổ như thế này thôi cả nhà. Trang không có mua thuốc tăng tốc gì hết đâu. Trang mua cái loại này nè. Đó. Bổ sung vitamin nè. Kích thích tăng trọng là gia súc gia cầm nè. Đó, Trang mua cái loại này nè cả nhà. Trang thấy có nhiều anh chị mua cái thuốc tăng tốc á, cái tăng tốc Trang không có mua cái loại đó cả nhà, Trang mua cái loại này. Một bịch ta được 3 tấn rồi, Trang bịch chơi quýt bên mình. Trang quýt bình tấn lên rồi, món nó phù lên luôn. Má là cho thức bổ. À, chào chăn nuôi sinh học vlog nha. Bữa nay nó hết dài rồi nè chị nhớ ai nhìn mấy con heo bữa nay nó phát bề ngang lại rồi. Họ nó phát chiều dài ra nhìn con heo mình nó ốm nhơm, nó dài nhọng mà. Bữa nay nó phát lại chiều ngang rồi, nó tròn lên rồi. À, con chào cô Nguyễn Hằng à. Chị chăn nuôi sinh học vlog thấy ở đây em chỉ chọn có 10% bả bia thôi đó. Cứ 100 kg bả đậu thì 10 kg bả bia thôi. Không bao giờ trộn nhiều bả bia, 10 kg cơm. Còn bên chị sướng lắm, chị có cái nguồn của cái xác dừa, xác dừa heo ăn rất là bóng luôn. Em thấy anh Tại mày cho xác dừa không, heo bóng cực kỳ luôn.
hơn tháng nữa là bán được chị nhỉ. À, bữa nay là 10 bữa nay là 10 mấy rồi nha, bữa nay là 16 rồi hả? Bi cũng hết luôn hả? Sao không chịu nói? Rồi để ngày mai em lấy bả bi về em chia dương ít. Phải dặn chứ, bả bi phải dặn trước một tuần nữa, tại vì tuần sau mới có bả bi nữa. Để em hỏi nó coi ngày mai nó hết rồi, ngày mai chủ nhật còn có xe hết, hết rồi, hết bả bi rồi, giao hết luôn rồi. Để mai em chở xuống cho mấy bao. Mai nó lên xong rồi chiều em chở xuống cho mấy bao. Hay quá, chờ hết tới đích luôn rồi mới nói. Đừng có lấy bả bia của thằng Hùng nữa. Bả bia của thằng Hùng không xài được đâu, nước không luôn nè. Hôm qua em hết, em chạy qua lấy đỡ hai thùng nè. Nước không luôn, không xài được luôn. Nè. Còn thùng nào không anh? Nước lấp sắp luôn á. Nè chị coi nè, nước không ở dưới này nè. Nè, bả bia mà nhúng được vậy nè, nó thúi rình luôn á. Nè, nó đen vậy nè. Nó thúi rình nè. Bả bia nó thúi lắm. Thằng này riết rồi nó mà ăn riết lầy đi sợ luôn á. Qua lấy có hai thùng á mà nó hơi rình vậy nè. Để ngày mai bả bia nó lên đi, em kêu xe phải lợp chở dưới cho mấy một ít. Luôn á. Bởi bả đậu ở bia nó bán ế đi, nó cứ để nó giao cho người ta không mà mắc uy tín mình hết. Chị, con nào cũng vậy chứ không phải đứng với nó nhìn bên đây cũng vậy nữa nè. Nay nó đậu hai cục thịt hai bên nắng. Em chào chị Việt Kiều khởi nghiệp, chị mang đi Trần nha. một tháng nữa đó, như cái con này là ok nè, cái con này là đích nó nở hết rồi nè đó. Cái con này mà đang phát lên thôi, con nào mà nó nở mông rồi thì nó sẽ tròn lại cái nha, nó tròn lại liền. Bữa hổm nó dài nhằn à, nó dài nhằn nhìn nó ấm nhơm à. Tại vì anh chị mình nuôi heo mà để ý xuống đi sẽ thấy có xe giai đoạn nó không lớn, không phải là nó không lớn đâu, ở nhà nó phát chiều dài, nó phát chiều ngang xong rồi nó phát chiều dài. Anh chị nào mà nuôi mà theo dõi heo xuống sẽ thấy được, nhìn con heo nó ốm lại nhưng mà thực sự phải là nó ốm đâu, nó dài ra cái mình thấy nó ốm. Bữa nay bắt đầu nó phát đùi rồi cả nhà. Chị có đạm tôm chứ không có đạm cùi, đạm cá ha chị? Có nha, ở đây mình dùng đạm cá và đạm tôm nha. Dạo này chắc không có dùng đạm ruồi nữa cả nhà, tại vì nuôi ruồi vất vả quá chắc không nuôi nữa. Bây giờ có đạm tôm mà nên chăng dùng bằng đạm tôm. Ôi mẹ ơi, nó tắm để cho biết xíu ở đâu mà vô đây tắm trời. Lúc mà Trang chưa có đạm tôm á thì Trang dùng bằng cái đạm ruồi, đạm ruồi. Bữa nay trong đây có cơm muỗi vậy ta? Ủa muỗi nó vô đường nào nó nóc luôn nè, một bầy luôn nè. Muỗi. Thank you.
gọi điện tiếp. Da mũi nó cắn đó nha. Nghe anh ơi, sao anh? Anh Chi bán cải làm gì? Là sao em không hiểu? Cái này xe nặng. À cái xe để đẩy á phải không? Anh khỏi cần phải đẩy đâu, anh lăn 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 nó đi được rồi, lăn qua lăn lại dễ hơn. Anh muốn xe đẩy mua vòng vòng trong đó. Thì mua ở đâu đó chứ đâu ở đây làm gì có. Mua đó. Anh mua cái xe mà mình anh ra ngoài chỗ tiệm sắt chỗ nào không có hết á. Lát em về em chụp hình cho anh cái xe đó. Bật lên rồi cái... Trời nó tự nhiên nói không, em không diễn tả được cái xe gì. Ừ đây. Nhật rất khùng với ai nè. Ai làm xe đó. Nhật này tối ngày làm như em siêu nhân vậy. Cái gì em cũng có. Thôi thôi thôi. Ờ, dí cho thành siêu nhân luôn rồi. Trời ơi trời. Đang like không thấy, không thấy hả? Sáng giờ ta đăng trong nhớ không có coi hả? Cái này nhìn nó phát cái đứa mông nhìn đã lắm. Bả bia hả bả đậu? Bả bia nó chở 500kg là được rồi, đừng có cho ăn nhiều, ăn chi nhiều. 500kg là anh đã trộn được cộng 10% bả bia lên, trộn chi nhiều cái gì vậy? Không. Em đã nói anh là để dành trong nhóm xài thôi, ra thằng Nhật nó không có hàng. Trời ơi còn kia nữa. Bả đậu quả bia đều có hết. Nhưng mà bia, cái đó là nó lấy của em ra nó chưa cho anh á. Nó bị thiếu hàng rồi. Bả đậu, tại vì bả bia một tuần nó lấy được có 3 chiến thôi. Thành ra nó không có, nó chỉ chia trong nhóm mình xài thôi. Đừng có chia nữa, nhiều chuyện lắm nè. Cái tập này nè, cái chia. Bả đậu nay nó nấu thiếu trầm trọng luôn rồi đó. Nổ cho dữ vô chứ nay làm có bả đậu đâu. Em phải đặt trước không á. Thứ ba là nó chở cho anh á. Thứ hai nó chở cho em, thứ ba nó chở cho anh. Tại hôm vừa nãy nó nói là thứ hai nó cho lên em, thứ ba nó chở cho anh á. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi còn bả bia thì kêu nó chở đỡ, tại bả bia đợt sau anh kêu nó chở 500kg xong rồi đợt sau lúc nào có cứ chở cho anh một xe để đó. Một tháng cũng không hư nữa. Mà lấy chiên xe nhiều dữ vậy. Ăn làm sao không hết. Không bây giờ nó chở 500kg rồi kia, bữa nào có mà chở cho anh Tấn nữa. Lúc nào có là chở lúc đó, đừng có hẹn hè vậy đó. Cứ nói nó vậy đó, cho tự nó sắp xếp. Nói dạo này nó con ma nhà hổ hứa đó, anh phải gần nó à. Em nói bữa hổm tại em giao kèo rồi, heo của em là 5 ngày là 5 ngày, 5 ngày 5 tấn, 5 ngày 5 tấn, 5 ngày 5 tấn đó, làm sao làm. Thúc thì thúc nhưng mà đừng có tăng bả bia nha. Anh nhớ là cái 10% bả bia thôi, heo gài cũng vậy hết. Em ý em nói là bả bia mình trộn 10% thôi, 100kg bả đậu cho 10kg bả bia thôi. Không bị dụng nhiều, nóng con heo con gà nó cũng chậm lớn hết á. Tăng đậm tôm lên, ngày mai có tôm rồi thì tăng tôm lên cho nó ăn. Ngày mai xe tôm chở về tới rồi tăng. Tôm nó ốp sẵn rồi. Thì anh đem về anh xay rồi cho nó ăn tóc hành được luôn. Anh dở ra mấy cái đầu nào, cái thùng nào tôm thẻ là anh xay trước. Còn mấy cái thùng là tôm mà nó hơi đen đen xay sau. Tôm thẻ là nó dễ chín hơn. Cái dở thùng ra đây em chỉ cho là. Đúng rồi,
rồi làm lại xây luôn, xây liền cho dẫn trộn thêm nha, khi nào nhận được đi thì em chỉ cho trộn thêm cách làm lại cho nó ha. Rồi. Lấy cái nước cá nó bỏ vô trộn cũng được nữa anh. À, một thùng nước cá chế thêm một thùng kia, một cái xô bự của anh á chế thêm 2 can nữa cho em. Đúng rồi, quậy đều ra chế vô tôm, quậy đều ra chế vô tôm, cứ một thùng chế 20 lít thôi. Không thêm gì nữa cả, không thêm gì hết, lấy cái nước cá của anh với hai can kia là được rồi. Tóc hành làm men tỏi liền. Nói cũng qua nay chưa làm á. Làm liền 20 kg đi anh, mới đủ anh. 2 tấn. 2 tấn là 20 kg. Tại con nay lạnh nữa, ở nhà còn một ít với xay 20 kg đó làm hết luôn cho em, tại vì con gà nó cần tỏi nhiều hơn. Để nay trời mưa nữa nè. Thích thì bỏ thêm 5 kg gừng nữa cũng được nha. Cho con gà mình ẩm lên. Nè. Chị ơi, cái con này nó bị sờ mâu nè. Nè, chích cho nó mũi sáng sinh đi, cho nó bị ngay da nó nè. Con này hả? Ừ đó. Không phải sờ mâu đâu, cái gì quẹt cũng. Nó làm mũ luôn rồi, chích cho nó đi cho nó lạnh. Chích kháng sinh cho nó lạnh. Nó quấn lộn nhau ghê cả nhà. Nó sưng cái vết thương lên trầy luôn như vậy á. Nên phải ra phải chích thuốc nó. Chích kháng sinh cho nó lành nha cả nhà. Chị giống như bị sờ mâu đâu. Đó. Cái này là cả nhà thấy rất là vừa bụng luôn. Ăn xong là cái bụng còn quay luôn. Ăn xong rồi đi nằm hết rồi. Mấy người rầm chích thuốc bổ cho nó chứ. Ô mà khỏi đi, mấy nay đang cho ăn thuốc bổ rồi, khỏi chích nó. Có thể hả? Lát về nhà nhớ trộn với nha. Chị một gói trộn một nắm là được rồi chị. Một gói trộn một nắm thôi. Cứ một gói trộn nắm là được. Trời ơi, một bầy mũi luôn á chị, nó cắn nhất khủng khiếp luôn. Đâu mà bữa nay chui vô nhiều vậy không biết. Chào anh Nguyễn Văn Giàu nha, chào Trường Sơn. Ồ em về sao? Để đi em về tới giờ. Cho anh một khóa chăn nuôi được không? Dạ ok à. Lúc nào lên em cũng sẵn sàng đón tiếp ạ. Anh Nguyễn Văn Giàu thấy mấy nay em thúc với con heo, bên đây nó tròn lên rồi thấy không? Anh chị mình thấy lúc mà tai hại khi mà hai vợ chồng gây nhau là mấy con heo nó bị rờm luôn cả nhà. Chàng không vô luôn á, chàng không vô là thấy nó bị rờm liền luôn. Bữa nay chàng phải theo dõi sát sao luôn cả nhà thấy sớm trễ thì chàng cũng phải vô. Ngày hôm qua là chàng chuẩn bị đi rồi cả nhà, nhưng mà mưa lớn quá, chàng chuẩn bị vô rồi cái đầu mưa lớn quá, hôm qua lại có ông xã vô, chàng không vô nhưng mà có ông xã vô. Nên là bây giờ sáng chàng cũng like, chiều chàng cũng like để cho cả nhà mình theo dõi được nó phát triển. Và khi mà chàng trộn cái thuốc bổ này, anh chị cũng trộn hơi quá tay nha cả nhà. Hôm qua chàng không vô là trộn hơi quá tay. Đáng lẽ là ngày hôm qua với bữa nay mới hết một gói, nhưng mà hôm qua trộn, chàng nói là trộn 2 ngày nhưng mà chị không hiểu, chỉ tưởng là trộn hai cử thôi nha.
Trang đã nói rồi, Trang chỉ cần chăm trong vòng một tuần lễ là con heo nó sẽ khác liền. Theo cái ý của mình chăm là nó sẽ khác đó nha. Còn người ta nuôi thì nó sẽ khác liền. Tại khi Trang chăm là Trang sẽ nán lại. Lúc nào Trang cũng sẽ nán lại cho con heo nó ăn thật là no, chứ không để cho con heo nó thiếu nha cả nhà. Cho con heo nó ăn thật là no. Thực sự là mấy ngày hôm trước Trang vô có hai anh chị này cho ăn 9 gói. Buổi sáng mà cho ăn 9 gói là Trang thấy cái điều bất thường rồi cả nhà. Buổi chiều con heo phải thực là đói, con chiều phải chứ là chiều ảnh cho ăn đói nên sáng nó phải đói nó mới ăn nhiều vậy, chứ con heo không thể nào mà ăn được 9 gói hết á. Xong cả nhà biết rằng tới chiều đến chiều đua Trang theo dõi sát sao vài ngày thôi, chiều nó ăn có 7 gói thôi. Trang nói không có lý do nào mà sáng 9 gói chiều 7 gói, không có lý do như vậy được. Nên Trang theo dõi mấy ngày hôm nay rồi trở thành thấy rằng 5-6 ngày hôm nay Trang đều vô like suốt cho cả nhà xem thì chỉ đúng 7 gói, và sáng 7 gói, chiều 7 gói, không bao giờ trên lệch cả nhà, chưa bao giờ trên lệch. Là mình biết rằng là lúc mà mình không vô á, là người ta mấy bữa anh chị giận nhau, anh chị cho heo ăn ít nha cả nhà, cho ăn ít. Có mấy ngày mà Trang thấy mấy con heo nó xù lông hết trơn luôn, nó xù lông lên mà nó đã dài ra rồi mà nó còn bị xù lông đó, là Trang thấy con heo mình bị thiếu rồi. Trang chăm có mấy ngày là cả nhà nhìn thấy khác lại liền. Trang vô Trang theo dõi mấy ngày thôi, Trang chờ cho ăn gần xong rồi Trang sẽ vào. Tại vì khi vào từ ban đầu thì nó hơi dài quá, bà con mình xem cũng hết cái déo nổi nữa. Tôi mất tiêu rồi, ông chủ ra trộn người ta. Để em bạch đem thao một vòng ở đây trộn thầy ơi. Đi đâu rồi? Em cứ trộn sao mà cứ cái bột gòn mình căng lên á, tính bột gòn với ba đậu thôi. 10 cái này thì một cái kia, 10 ký ba đậu thì một ký bột gòn. Lấy chị lấy ba đậu với đạm cá thôi nha, không lấy bả bia nha. Con cá mình không nuôi bả bia, chỉ có bả đậu với đạm cá thôi, với bột gòn là xong. Bỏ cho cối đánh đi cho heo ăn vậy đó. Trộn đều lên sao có mình dắt bự hơn cục pizza chút xíu, dắt lại để trong cái thao á. Rồi chiều nay mình dắt thì sáng mai mình cho ăn nó mới nổi được, còn cho ăn liền thì nó sẽ bị chìm. 1-10 em có trộn 1-10 là được. 10 6 ca đậm cá. À, đâu 100 ký bả đậu á là 6 ca đậm cá. Em cứ làm như anh Bình ở đây à, anh Bình anh đang làm ở đây là anh múc tới nhiêu ta? À, một thùng bả đậu á, một thùng bả đậu là hết một thùng bả đậu 120 kg á, mà mình đâu trộn nhiều dữ vậy. Em ở lấy cái thao em lường đi thì cứ 10 ký bả đậu thì một ca đậm cá là được rồi. Này con chị Trang ơi, chị em công thức mới, công thức cũ nuôi cũng ngon mà điều chị công thức mới giúp em. Anh thèm tình luôn, chán ghê. Anh chị thấy bữa nay nó ăn đủ sức hết rồi, nó no tròn hết luôn anh chị. Nói chung dù anh chị mình mướn người làm đi chăng nữa, các chị mình cũng phải sát sao về cái khâu này. Người ta làm thì nói chung là ai cũng vậy, có lúc có vui có buồn. Thì khi mà vui buồn thì người ta cũng không quan tâm tới con heo của mình được đó nha.
Hay là Trang phải vào Trang xem hết lại. Thường thường lúc nào hai ô này Trang kiểm tra cũng bị thiếu hết nè. Nãy giờ Trang chưa xuống kiểm tra. Cái này là độ dư nè, Trang kiểm tra mấy ngày là bị thiếu nên Trang nó nhắc với anh chị là ô này là bị thiếu. Nên bữa nay là độ dư được cả nhà. Đúng theo dõi, không nên bỏ không. Dạ. Cái bả bi này nó cũ quá nên nó không mê lắm, chứ còn ngày mai bả bi mới về cả nhà xem nha. Bữa nay là có bả bi vô á, dù nó cũ nhưng mà nó ăn vào nó vẫn ngủ nha, thấy nha. Nó ăn vào là nó sẽ say nó ngủ liền. Còn không có bả bi nó không ngủ đâu cả nhà, nó không ngủ. Nó cứ ăn, nó cứ lấp nháp hoài. Nhưng mà anh chị mình cứ nhớ lưu ý là cho Trang là trộn ít bả bi thôi. Trộn 10% bả bi thôi, đừng nên trộn nhiều, nóng lắm. Nóng con heo mình nó chậm lớn á. Có đợt thiếu bả đậu Trang đã tăng bả bi lên cả nhà, nên là Trang biết được là cái bả bi đó, nói chung là mình khi mình chăn nuôi á, mình áp dụng vô hoài á thì mình sẽ cảm nhận được, mình biết được nó. Nên nhiều cái anh chị mình á, nhiều cái chị, rất là nhiều anh chị nói là chị ơi em chưa có kinh nghiệm. Cái ông không nhất thiết phải có kinh nghiệm đâu các anh chị. Không nhất thiết phải có kinh nghiệm mới chăn nuôi được đâu. Trang không có kinh nghiệm, Trang vẫn chăn nuôi bình thường, không có sao cả anh chị. Trang vô theo dõi mà con nào cho heo ăn lúc nào Trang để ý cả nhà, xem có con nào nó không ăn không, nó nằm hay không. Còn nhiều khi các chị mình cứ thấy cứ đổ vô mà không thấy con heo nó ăn, cứ đổ. Nhiều khi anh chị đó cho ăn đó, mệt quá cả nhà, nó mỗi lần nó la anh Bình ảnh rối lắm, anh rối anh cứ đổ đại nhưng mà mình không có để ý, cứ nghĩ là nó no rồi. Hôm vừa rồi có một con đẹp ở chỗ này nè, cái con này nó không phải nó ăn no đâu cả nhà, nó cứ nằm hoài chẳng thấy, không vô lúc nào chẳng thấy nó nằm hết đó. Nó không phải đâu, tại nó ăn sao người ta, nó ăn từ từ. Thì Trang nói không phải, anh chị xem lại đi, riết anh chị. Trang nói mấy lần luôn anh chị mới để ý con heo này là nó bị dạng như là nó bị bón đó nha, nó bị bón, nó không, nó ăn nó không có tiêu, nó không đi cầu được luôn đó nha, nó không có đĩa được luôn á. Thì phải chích cái chai co thắt đường ruột cho nó, nhưng mà vẫn không xi nhê gì hết cả nha. Đây nè, con này nè cả nhà, con heo này nè, 200 con heo, chỉ có duy nhất một con heo này là nó bị như vậy luôn nè cả nhà. Nó không lớn luôn nè cả nhà, mà anh chị không quan tâm tới luôn, không biết luôn á. Trang phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần luôn đó. Đúng một con heo đó đó cả nhà, nó y như mà người ta mình mà bị đại tràng vậy cả nhà. Giờ nó xù lông xù lá, nó ăn chút đỉnh thôi, nó ăn nó uống nước thôi, cầm chừng thôi cả nhà. Nó không lớn đâu, nó sẽ càng ngày càng rút. Thì dạ, hôm nữa thì nhà Trang cũng có cái đám nữa, Trang sẽ xử con heo này để đãi khách cho nha. Trang không cho chị chích thuốc nữa, chị chích từ hôm nay cũng ngưng cái tuần lễ thôi, không chích nữa. Tại vì chích cái chai co thắt đó mà Trang cho chích 3 mũi rồi, nhưng mà Trang thấy nó không ok, không được thì Trang ngưng như cả nhà, không cho chích nữa. Mỗi 200 con heo mà chỉ có một con đó cả nhà thấy không, nó còi mà nó tôm luôn là như vậy á. Trang để ý từ con heo, Trang sắc sao từ con heo quá nha. Mình phải để ý, không để ý là thua. Trang đi làm gỗ ngày xưa cũng vậy. Từ tấm gỗ Trang đi xem, một đống gỗ, một
10 tấm đó, Trang lặt đủ 10 tấm lên xem, không bao giờ một tấm mà Trang bỏ. Rất là nhiều người, người ta rất là điệu cái nha, người ta điệu lắm. Người ta bán gỗ, người ta chín tấm đầu tiên đó, rất là đẹp, nhưng mà cả tấm dưới đó, là hư hết cái nhà. Nhưng mà 10 tấm gỗ, các chị mình không lời được tấm gỗ đâu. Ông xã Trang cũng chuyên gia hay ẩu phần đó đó. Trang hỏi anh, cái đống gỗ này anh lời được một tấm gỗ không mà anh không lặt? Không bao giờ, Trang xếp sao lắm đó nha. Nên chị mình cũng vậy, mình đừng có nghĩ là mình làm sẽ lời nhiều lắm, nhưng mà thực sự cứ một chuồng heo 10 con mà các chị thất thoát một con, 10 con chị thất thoát một con là chị sẽ lỗ, không thể nào lời được hết nha các chị. Tại một con heo, trong khi đó một con heo mình đã mua bao nhiêu là tiền rồi. Dạ, Trang chào Minh Hồ ạ. Nên là tất cả những gì mà mồ hôi nước mắt Trang đổ ra là Trang không bao giờ Trang kệ đâu nha, không bao giờ. Trong cuộc sống của Trang chưa bao giờ có từ kệ. Dù cuộc sống khó khăn như thế nào, Trang cũng không bao giờ có từ kệ, kệ nó không bao giờ có đó nha. Trang đều phấn đấu, Trang đều cố gắng để làm chứ không có vô từ kệ trong đó đâu. Bầy heo này thì chắc 1-2 ngày nơi nó thì có phải trung bình là khoảng 80 có rồi cả nhà. Thì một tháng nữa thì sức ok rồi. Một tháng nữa có thể là sức ok cả nhà. Trang muốn xức cái bầy heo này phải được giá 181 Trang mới xức nha cả nhà. Phải 181 Trang mới xức chứ Trang không xức nhỏ đâu. Dù giá heo cao Trang nữa, Trang cũng dặn để 181 Trang mới xức. Tại vì chắc chắn cả nhà mình giá heo cũng không bao giờ hạ được. Chưa có hạ đâu cả nhà, còn nóng lắm, chưa hạ đâu. Có hạ đi Trang nữa cũng là gần cuối năm nó mới hạ. Nhưng mà nó cũng sẽ không lên nhiều nữa. Nó cũng sẽ bình ổn thôi. Cao lắm thì cũng là 80 là bình ổn, là vừa là bình ổn cả nhà. Cái con heo này nó phát cái dài đó cả nhà nhìn thấy nè, nó chỉ cần một tuần lễ sau nó phát thôi, nó phát ngang lên là cả nhà mình thấy nó khác liền à, nó dài ra xong rồi nó phát chiều ngang lên. Lúc nào Trang cũng để ý về heo ngoài nhà cũng vậy, Trang thấy cái khi mà nó phát chiều dài ra nó sẽ chậm lớn lại khoảng tầm nửa tháng đó nha, nó ngưng nửa tháng lại nó sẽ phát cái chiều dài xong cái nó sẽ phát lại cái chiều ngang, là con heo mình nó sẽ phát lớn lên liền đó nha, nó lớn lên liền. Thì có rất là nhiều anh chị hỏi rằng là heo nếu mà bắt từ lúc 15 kg thì mấy tháng mới xuất được chuồng. Thì ở đây bà con thấy nha, cái heo này Trang bắt lúc nó bắt, Trang bắt thì nó còn khoảng 15 kg thôi cả nha. Trang không có cân nhưng mà nó khoảng 15 kg thôi cả nha. Thì khi mà Trang nuôi một tháng á, thì nó lên được 30 kg cả nhà thấy nha. Trang nuôi một tháng lên được 30 kg. Thì 2 tháng sau này thì mỗi tháng nó lên được là 20 kg cả nha. Nói chung là 3 tháng mà nó lên được 60 kg, 3 tháng lên được 60 kg, và một mình mua 15 kg, bây giờ nó là 75 kg thôi nha, trung bình một tháng nó lên được 20 kg. Đây là bầy đẹp nhất cả nha, bầy trên này, hai ô này là đẹp lắm, bây giờ hết ở trên đây. Rồi, buổi sáng nó cũng ăn xong hết rồi cả nhà. Trang quay chia sẻ cả nhà nhiều theo. Anh chị nào mà muốn theo dõi được cái đàn heo này cứ 8 giờ sáng mỗi ngày Trang sẽ like hàng ngày để bà con mình theo dõi. Trang chào bà con đây. Trang đi về để xem anh chị cho bạn heo ngoài kia ăn như thế nào nữa.